Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về quy trình bón lót cho cây sầu riêng ghép, sầu riêng Dona, sầu riêng Thái. Với cây sầu riêng này thì được 5 năm tuổi rồi, năm nay ra hoa rất là tốt, xanh và rất đậu trái rất là sai. Thì quy trình bón lót này thì mình quay cụ thể và trực tiếp tại một vườn của nông dân khi họ ta bắt đầu cắt phân. Thì cái việc mà bón thúc cho cây sầu riêng giai đoạn ra hoa thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cây sầu riêng. Nhất cái giai đoạn này khi mà ra hoa nhiều á thì cái nguồn dinh dưỡng rất cần thiết cho cây sầu riêng, nên chúng ta bón lót vào thì giúp cho cây sầu riêng nó đầy đủ và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó. Thì với việc mình bón lót này đó là phân chuồng, nhưng mà đây là thuộc phân vi sinh rồi, bên hữu cơ mình ngâm ủ thời gian bắt đầu là nó mục đi, hồi mục đi bắt đầu tiến hành bón. Thì với cái phân này nó rất là hôi nhưng mà nguyên sinh vật nó rất là tốt và nhiều. Đây là clip mình quay trực tiếp luôn mà con xem đó, sầu riêng bông rất là sai, cây nào cũng sai hết á. Thì mô hình mình trồng là toàn là sầu riêng ghép hết, Dona hết, cũng rất là sai. Năm vừa rồi cho thu được 15 tấn. Thì với năm nay thì mình đang cho kích thích những cái thuốc mà đậu hoa rồi chấm xì mũ trên cây sầu riêng để cho việc cái cây sầu riêng nó đậu nhiều trái. Đó là con xem con chuồng mình đậu rất là tốt, mình bón xung quanh nhất một bao một cây như thế này thì mình tiến hành thủ tới ba bao mà bao dạng bao hái cà phê, bao pa la đó. Có thể xem hoa rất là đều và đẹp nè. Thì clip này mình quay rất là dài toàn bộ về cái khu trồng sầu riêng của một người nông dân, nên bà con vui lòng xem và xem xẻo hết cái clip này. Tuy cái clip rất là dài nhưng mà nó quay được toàn bộ những cái hình ảnh để cho bà con nông dân xem về một cái vườn sầu riêng trong giai đoạn ra hoa rất là sai, và tỷ lệ đậu bông của cái vườn này là gần như là 70, nó bông rất là sai. Mọi tiếp bà con xem lượng hoa rất là nhiều, hầu như là với cái vườn này là năm nào cũng đậu tới 70%, số lượng rụng rất là ít. Đây là mình quay cây đầu tiên, thì còn ở những đoạn sau là toàn bộ những cái cây mà năm nào nó cũng đậu đó, năm cây trung bình tầm 2 đến 3 tạ, có cây tới 5 tạ luôn. Thì nhu cầu của bà con mà trồng cái sầu riêng ghép, sầu riêng Dona thì hiện tại ở Tây Nguyên Đắk Lắk thì nó rất là nhiều vì cái giá thành của nó rất là cao, nên cái việc trồng của nó thì mang lại rất là nhiều lợi nhuận. Thì qua những kỹ thuật mà trồng thì mình cũng đã giới thiệu cho bà con, thì việc mà trồng với hai cây á, cây thực sinh và cây ghép nó ghép lại thì nó mang hiệu quả cao hơn. Tuy cái cây đó vẫn mới được có 3 tháng là chưa đủ điều kiện để mình ghép, nên bà con cứ chờ theo dõi kênh. Thì bây giờ cái clip này mình quay về cái vườn hoa sầu riêng rất là sai để bà con tham khảo về những cái vườn của mình. Đối với cây 5 năm tuổi thì nó có bằng với cái lượng bông như cây này không? Đó bà con xem nè, gốc cây rất là xanh, đẹp, cây xanh đời luôn. Đó, rất là nhiều. Với clip này mình quay rất là chậm và xem á, toàn bộ là phân bã mía đó mình đậu hết, trồng đó rất là đẹp và xanh. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi hết clip. Clip này mình quay rất là dài, những nội dung, những cách bón phân nằm ở phía sau hết. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.